Nhật Bản, đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nước G7 đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Nhà tài trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ hai tại Việt Nam. Đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Việt Nam, Nhật Bản, đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam và Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp và nồng ấm nhất từ trước tới nay. Đó là nhận định chung của các nhà lãnh đạo, các nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu và doanh nhân hai nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 21 tháng 9 năm 1973, cách đây đúng 42 năm, Việt Nam và Nhật Bản đã không ngừng vun đắp để xây dựng và củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương với dấu mốc quan trọng là việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á vào tháng 3 năm 2014. Trong bối cảnh đó, chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 9 vừa qua có ý nghĩa lớn trong việc củng cố sự tin cậy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn cả về chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này với chủ đề Tăng cường niềm tin chính trị Việt Nam-Nhật Bản sẽ phân tích, làm rõ hơn ý nghĩa của chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tầm nhìn mới trong quan hệ song phương Việt Nam-Nhật Bản. Và trước hết, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại những hoạt động và kết quả nổi bật đã đạt được trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát và dư luận trong nước cũng như quốc tế. Trong cuộc hội đàm ngày 15 tháng 9 với Thủ tướng Nội các Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu và lâu dài, nhấn mạnh đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong định hướng chính sách đối ngoại của Việt Nam. Thủ tướng Shinzo Abe tuyên bố Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy các biện pháp nhằm tăng cường tin cậy chính trị, kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ phát triển bền vững của Việt Nam, tăng cường phối hợp giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Về kinh tế, Nhật Bản cam kết sẽ tiếp tục ưu tiên cung cấp viện trợ phát triển chính thức ODA cho Việt Nam. Trước mắt sẽ dành nguồn vốn ODA khoảng 100 tỷ yên cho các dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam và các dự án cảng biển. Việt Nam và Nhật Bản thống nhất về những lĩnh vực hợp tác ưu tiên trong thời gian tới như phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghiệp phụ trợ, đào tạo nhân lực và nông nghiệp. Hai bên cũng sẽ phối hợp để có thể sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP. Về quốc phòng an ninh, Việt Nam và Nhật Bản nhất trí đẩy mạnh giao lưu quốc phòng các cấp, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là an ninh hàng hải. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được và với tầm nhìn chiến lược về tiềm năng hợp tác và tương lai quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã thông qua tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Tôi vô cùng vui mừng đón tiếp chuyến thăm Nhật Bản của Ngài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Tôi và Ngài Tổng Bí thư đã trao đổi và chia sẻ nỗi lo ngại sâu sắc chung về những hành động liên tục thay đổi hiện trạng và gây sự căng thẳng trên Biển Đông, như việc bồi đắp đất và xây dựng căn cứ quy mô lớn. Trong cuộc hội đàm ngày hôm nay, hai bên đã nhất trí thông qua tuyên bố chung định hướng hợp tác trong thời gian tới bằng việc thực hiện các dự án cụ thể, chứng tỏ mối quan hệ hợp tác hai nước đang phát triển sâu rộng. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của nhân dân Nhật Bản, của chính phủ Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực viện trợ ODA. Và chúng tôi ủng hộ Nhật Bản đóng góp ngày càng tích cực cho hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tôi tin tưởng rằng sau chuyến thăm này của đoàn cấp cao Việt Nam, quan hệ hai nước của chúng ta sẽ có cái bước phát triển mới trên tinh thần tăng cường tin cậy về chính trị, thúc đẩy hợp tác, kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác phát triển, rồi tăng cường hơn nữa phối hợp giữa các cái công việc của khu vực, của quốc tế và hướng tới tương lai phát triển bền vững.
Ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đã chứng kiến lễ ký 6 văn bản hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp, an ninh quốc phòng, y tế, giáo dục và hàng không. Trong chuyến thăm chính thức 3 ngày tại Nhật Bản, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có các cuộc hội kiến với Nhật Hoàng Akihito, các chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Nhật Bản. Tổng Bí thư cũng đã gặp gỡ lãnh đạo các đảng Dân chủ Tự do Cầm quyền NDP, Đảng Dân chủ DPG, Đảng Công minh mới cũng như Đảng Cộng sản Nhật Bản. Chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã có nhiều cuộc tiếp xúc với đại diện các hiệp hội doanh nghiệp và tập đoàn lớn của Nhật Bản, cam kết tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư và trao đổi thương mại Việt Nam-Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa cùng nhìn lại những hoạt động nổi bật trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản. Và cùng tham gia chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được giới thiệu với quý vị khán giả vị khách mời Tiến sĩ Trần Quang Minh. Ông là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình. Thưa Tiến sĩ Trần Quang Minh, chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xem là một dấu mốc mới, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và ổn định ở khu vực châu Á giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Với tư cách là một nhà nghiên cứu về Nhật Bản nói riêng cũng như là về khu vực Đông Bắc Á nói chung, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Tôi cho rằng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái sự phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, không chỉ về ngoại giao, về chính trị, về kinh tế mà còn trong các lĩnh vực khác như quốc phòng an ninh và những cái lĩnh vực khác nữa. Về mặt ngoại giao ấy, thì chuyến thăm của Tổng Bí thư đánh dấu một cái dấu mốc mới, một cái tầm nhìn mới để nâng cái quan hệ Việt Nam Nhật Bản phát triển hơn nữa, sâu sắc hơn nữa ở trong thời gian tới. Về mặt chính trị thì chuyến thăm này Việt Nam cũng đã khẳng định một lần nữa coi Nhật Bản là một đối tác chiến lược lâu dài và ổn định. Hai nước đã ra được cái tuyên bố về tầm nhìn chung của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản là đề ra được cái định hướng phát triển quan hệ giữa hai nước trong cái giai đoạn tới trên tất cả các lĩnh vực. Mà trong đó điều đáng chú ý ở đây ấy, là cái vấn đề tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chính trị và quốc phòng an ninh được đưa lên hàng đầu. Và sau đó phải là đến các lĩnh vực về kinh tế cũng như là các lĩnh vực khác. Ở trong lĩnh vực quốc phòng an ninh thì chúng ta cũng thấy trong các văn bản được ký kết có rất nhiều các văn bản liên quan đến cái việc hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam trong lĩnh vực đảm bảo cái an ninh hàng không hàng hải ở trên biển. Về mặt kinh tế thì phải nói rằng quan hệ kinh tế giữa hai nước trong thời gian vừa qua đã phát triển rất tốt đẹp. Nhưng mà cái tiềm năng cho cái sự phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước vẫn còn rất nhiều, dư địa vẫn còn rất là lớn. Thưa quý vị và các bạn, tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản đã khẳng định quyết tâm phát triển mối quan hệ toàn diện và sâu sắc trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Vậy đâu sẽ là định hướng cụ thể để phát triển quan hệ Việt-Nhật trong lĩnh vực quốc phòng an ninh? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tăng cường tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác về an ninh quốc phòng, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế. Đó là ba nội dung quan trọng trong tuyên bố về tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy toàn diện và làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Cả Việt Nam và Nhật Bản đều chia sẻ những mối quan tâm chung về an ninh khu vực kể từ năm 2009, đặc biệt là sau cuộc chuyến thăm của đồng chí Nông Đức Mạnh, thì người ta nhận thấy rằng cái quan hệ hai nước bắt đầu có một cái sự mở rộng, phát triển cả chiều rộng, chiều sâu, và cái lĩnh vực phát triển quan trọng nhất, mới nhất và đáng chú ý nhất đấy là cái sự hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực chính trị an ninh. Trên cơ sở củng cố niềm tin chính trị, Việt Nam và Nhật Bản quyết tâm tăng cường hơn nữa hợp tác về an ninh quốc phòng. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường các cơ chế hợp tác đối thoại hiện có như đối thoại đối tác chiến lược Việt-Nhật về ngoại giao an ninh quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng Việt-Nhật cấp thứ trưởng và đối thoại an ninh cấp thứ trưởng.
Về mặt chính trị, tôi hy vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như nâng cao tinh thần tôn trọng pháp luật trong an ninh biển, đảm bảo tự do, an toàn hàng hải và hàng không. Trước những diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông, bao gồm việc bồi đắp đảo và xây dựng công sự quy mô lớn, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ mối quan ngại chung và nhất trí coi hợp tác an ninh hàng hải là một ưu tiên trong hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước. Trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, tăng cường hợp tác trong tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cướp biển. Để giúp nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, Nhật Bản sẽ sử dụng vốn ODA để tăng cung cấp tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam. Nhật Bản cũng sẽ trao tặng cho Việt Nam thêm 2 tàu tuần tra trên biển sau 6 tàu đã được trao tặng từ năm ngoái. Tôi nghĩ rằng Nhật Bản, Việt Nam cũng như Philippines và Indonesia chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung và có nhiều lý do để tăng cường hợp tác, đặc biệt là an ninh biển. Nhiều năm qua, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam rất hiệu quả trong phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, hợp tác an ninh quốc phòng vẫn chưa tương xứng với tầm quan trọng của nó trong bối cảnh khu vực hiện nay. Là đối tác hàng đầu của nhau và chia sẻ nhiều lợi ích chung về an ninh, Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, nỗ lực xây dựng một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Thưa tiến sĩ Trần Quang Minh, có thể thấy rằng là song song với việc mở rộng hợp tác kinh tế, thì Nhật Bản ngày càng chú trọng tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Vậy theo đánh giá của ông thì trong cái bối cảnh quốc tế và khu vực như hiện nay, hợp tác an ninh quốc phòng với Việt Nam có ý nghĩa như thế nào trong cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương ạ? Khu vực Đông Nam Á là một trong những khu vực mà rất là đáng chú trọng trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản ở trong khu vực này. Mà trong khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam được coi là một nước có vị trí hết sức quan trọng trong chính sách của Nhật Bản đối với khu vực, do cái vị thế của Việt Nam đối với các nước trong khu vực, ở trong ASEAN ngày càng nâng cao. Chính vì vậy thì tôi cho rằng cái việc đẩy mạnh cái chính sách quốc phòng và an ninh của Nhật Bản đối với Việt Nam là nằm trong cái chủ trương, cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước trong khu vực. Thì trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà những cái vấn đề nổi lên ở Biển Đông như là chị vừa nói, thế thì những cái vấn đề đó nó đe dọa trực tiếp đến cái vấn đề an ninh an toàn hàng hải, và cho nên là cái việc đẩy mạnh cái hợp tác của Nhật Bản về mặt quốc phòng an ninh đối với các nước trong khu vực này, trong đó có Việt Nam và Philippines, là một trong những cái định hướng ưu tiên trong cái chính sách đối ngoại của Nhật Bản đối với các nước trong khu vực. Vậy ông đánh giá như thế nào về tầm nhìn triển vọng quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản trên nền tảng sự hiểu biết và vì lợi ích chung? Nói về tầm nhìn hay là triển vọng của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trong thời gian tới, thì tôi có thể khẳng định ngay rằng cái triển vọng đó là hết sức tốt đẹp. Cái điều đó thì có thể dựa trên một số những cái lý do như sau. Thứ nhất, như đã đề cập ở trên, là quan hệ giữa hai nước đã trải qua một cái quá trình chặng đường hơn 40 năm xây dựng và phát triển, và đã đạt được rất nhiều những cái thành tựu quan trọng, và những cái thành tựu đó nó sẽ đặt cơ sở nền tảng cho quan hệ giữa hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cái điểm thứ hai là quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được thúc đẩy bởi quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, bởi cái sự đồng thuận của nhân dân hai nước. Cho nên là tôi nghĩ rằng không có lý do gì mà quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, trên cơ sở những cái nền tảng, nền móng ban đầu như vậy, lại không phát triển tốt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, cho dù có những khác biệt về chế độ chính trị và mô hình kinh tế, nhưng Việt Nam và Nhật Bản luôn có sự tin cậy, tôn trọng nhau, coi trọng lẫn nhau. Những năm qua, hai bên đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, trao đổi qua các kênh đảng, quốc hội và giao lưu nhân dân. Ngoại giao đảng đã góp phần tăng cường niềm tin chính trị và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sự hiểu biết, trân trọng và tin cậy lẫn nhau được coi là một viên ngọc quý trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản.
những người bạn Nhật Bản đã đồng cam cộng khổ cùng nhân dân Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ gian khổ nhất và trong công cuộc tái thiết xây dựng đất nước sau này. Đặc biệt, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản đã có nền móng từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên vào năm 1966, trước khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Thông qua cái sự trao đổi giữa hai đảng ấy, thì đều nhằm mục đích là góp phần tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị của Việt Nam và Nhật Bản vì hòa bình, an ninh của mỗi nước và ở toàn khu vực. Thì một trong những cái điểm rất đáng chú ý là cái sự chia sẻ quan điểm giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản trong vấn đề xây dựng cái nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhật Bản là nước theo hệ thống chính trị đa đảng phái, với gần 10 đảng khác nhau, trong đó Đảng Dân Chủ Tự Do NDP là đảng chính trị lớn nhất và cầm quyền gần như liên tục. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ duy trì quan hệ tốt đẹp với Đảng Cộng sản Nhật Bản mà với tất cả các chính đảng khác. Hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Dân Chủ Tự Do Nhật Bản với tư cách là hai đảng cầm quyền có vị trí hết sức quan trọng, tạo cơ sở chính trị ổn định và vững chắc cho quan hệ hai nước ngày càng phát triển. Nhật Bản và Việt Nam đều công nhận cái thể chế chính trị của nhau, tôn trọng lẫn nhau và coi trọng lẫn nhau. Chính vì thế mà cái điều đặc biệt là những chuyến thăm của các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng ta đến Nhật Bản đều là những chuyến thăm có tầm quan trọng, đặc biệt. Đồng chí Đỗ Mười với tư cách là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thì đã có chuyến thăm Nhật Bản lần đầu tiên vào năm 1995. Điều đáng chú ý, đây là chuyến thăm cấp Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lần đầu tiên đối với các nước G7. Kể từ chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng Bí thư Đỗ Mười tới Nhật Bản vào năm 1995, đến nay các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có 16 chuyến thăm chính thức cấp cao đến Nhật Bản, trong đó có 4 chuyến thăm ở cấp Tổng Bí thư Đảng. Mỗi chuyến thăm của lãnh đạo Đảng đều đánh dấu một bước phát triển về chất trong quan hệ Việt Nam-Nhật Bản với nội dung hợp tác ngày càng sâu rộng. Đặc biệt, trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến Nhật Bản vào năm 2009, quan hệ Việt-Nhật đã chính thức được nâng cấp lên tầm đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Tôi nhận thấy mỗi chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là cấp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của quan hệ Việt-Nhật. Nhật Bản ngày càng nhận thức được tầm quan trọng của Việt Nam và của ASEAN đối với hòa bình và an ninh trong khu vực. Trên mọi phương diện thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được củng cố và tăng cường. Và với cái chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cái quan hệ đó tiếp tục được phát triển mạnh mẽ hơn nữa, không phải chỉ trên bình diện chính trị mà kể cả các mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục và an ninh quốc phòng. Trong hơn 20 năm qua, các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao cùng với hàng loạt các hoạt động giao lưu và trao đổi thường xuyên giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng của Nhật đã góp phần củng cố nền tảng chính trị, đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và phát triển bền vững. Thưa tiến sĩ Trần Quang Minh, nói đến mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản thì chúng ta không thể không nói tới sự hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản. Vậy mối quan hệ đó có gì đặc biệt thưa ông? Nói về cái mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản thì tôi thấy có mấy cái điểm như này. Cái thứ nhất ấy, là quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản được thiết lập từ trước khi mà quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản được thiết lập. Tức là quan hệ giữa hai đảng được thiết lập năm 1966, còn quan hệ giữa hai nước được thiết lập vào năm 1973. Cái điểm thứ hai là mặc dù Đảng Cộng sản Nhật Bản không phải là một đảng cầm quyền, song quan hệ giữa hai đảng kể từ khi được thiết lập đến nay thì đã không ngừng phát triển và có những đóng góp rất là quan trọng vào cái sự phát triển của quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Thì chúng ta biết là ngay trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ của Việt Nam thì Đảng Cộng sản Nhật Bản đã có những cái đóng góp vào cái việc ủng hộ cái cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam chống Mỹ bằng những hình thức như là tổ chức, lãnh đạo các cái phong trào biểu tình chống chiến tranh ở Nhật Bản. Thế rồi bằng những cái tờ báo của Đảng Cộng sản phản đối cái cuộc chiến tranh phi nghĩa của Mỹ ở Việt Nam.
Và trong thời kỳ sau này thì Đảng Cộng sản Nhật Bản vẫn luôn luôn là cùng với Đảng Cộng sản Việt Nam ủng hộ những cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái việc phát triển hơn nữa cái quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Thế còn mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng khác của Nhật Bản thì sao thưa ông? Có một điều chúng tôi nhận thấy rằng là các đảng cầm quyền của Nhật Bản thì khá là nhất quán trong những cái chính sách với Việt Nam. Vậy thì nhận định của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Cái điều mà chị nói là hoàn toàn đúng. Mà cho dù là Nhật Bản là một cái đất nước đa đảng và các đảng thì có thể thay nhau cầm quyền. Nhưng mà dù cái sự thay đổi của các đảng cầm quyền thì không hề ảnh hưởng đến cái chính sách nhất quán của Nhật Bản trong quan hệ đối với Việt Nam. Điều này nó được có thể minh chứng rất là rõ. Thì chúng ta biết là Đảng Dân Chủ Tự Do của Nhật Bản là cái đảng cầm quyền lâu nhất ở Nhật Bản kể từ sau năm 1945. Thế nhưng mà trong cái thời kỳ từ sau chiến tranh thứ hai đến nay ấy, thì cũng có những thời kỳ mà Đảng Dân Chủ Tự Do suy yếu hoặc là không giữ được cái số ghế đa số ở trong Quốc hội nữa. Nhưng quan hệ Việt Nam-Nhật Bản vẫn phát triển rất là tốt đẹp. Và những cái bằng chứng đó chúng ta có thể thấy là trong những năm 90, khi mà Đảng Dân Chủ Tự Do, Đảng LDP suy yếu, hay là trong cái thời gian gần đây khi mà Đảng Dân Chủ Nhật Bản DPJ lên cầm quyền, thì chính cái việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-Nhật Bản từ đối tác thông thường lên đối tác chiến lược là diễn ra trong cái thời kỳ của Đảng DPJ cầm quyền. Thế và sau khi Đảng LDP trở lại cầm quyền thì tiếp tục phát huy cái vai trò đó và quan hệ giữa hai nước vẫn tiếp tục phát triển. Thưa Tiến sĩ Trần Quang Minh, mới đây Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tái tắc cử Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do LDP, và sự kiện này cùng với lại sự kiện chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nó sẽ có tác động tích cực như thế nào đến quan hệ giữa hai nước thưa ông? Trước hết phải khẳng định ngay là chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một cái sự kiện mà sẽ tác động rất là tích cực đến quan hệ giữa hai nước. Song trùng với lại cái sự kiện đó thì Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản lại tái đắc cử cái nhiệm kỳ chủ tịch đảng mới của ông trong cái nhiệm kỳ đến năm 2018, tức là kéo dài thêm 3 năm nữa. Và chúng ta biết là theo cái hệ thống chính trị của Nhật Bản thì chủ tịch đảng là thủ tướng. Cho nên là Thủ tướng Shinzo Abe chắc chắn sẽ tại nhiệm trong thời gian 3 năm tới. Bởi vì hiện nay chúng ta biết là Đảng Dân Chủ Tự Do vẫn là một cái đảng rất là mạnh và có uy tín ở Nhật Bản. Và chúng ta biết là Thủ tướng Shinzo Abe là cái người rất là chú trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Và chính ông sau khi mà tái nhậm chức cái chức vị Thủ tướng vào năm 2012 thì cái nước mà ông quyết định đến thăm đầu tiên chính là Việt Nam. Thế cho nên là cái sự kiện thứ hai này tôi cho là một cái sự kiện rất là song trùng mà nó sẽ có tác dụng rất là tích cực trong việc thúc đẩy giữa quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, mà không phải là nhân đôi, mà theo tôi là nó sẽ nhân lên rất nhiều lần. Thưa quý vị khán giả, chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhật Bản đã một lần nữa khẳng định những giá trị quan trọng để xác định tầm nhìn quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đó chính là sự tin cậy về chính trị, sự tương đồng về văn hóa, sự chia sẻ về lợi ích, sự kết nối về kinh tế và sự hiểu biết và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Trên những nền tảng vững chắc đó, hai nước vững tin chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, hợp tác sâu sắc và toàn diện hơn trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, an ninh quốc phòng, để có thể tương trợ lẫn nhau cùng phát triển bền vững vì hòa bình, an ninh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Một lần nữa xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Quang Minh đã đến tham gia chương trình. Thưa quý vị khán giả, và tiếp sau đây sẽ là nhận định về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và triển vọng quan hệ Việt-Nhật được đăng tải trên các trang báo quốc tế trong tuần vừa qua. Việt Nam Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hàng hải là tiêu đề một bài viết trên trang web của đài truyền hình NHK. Đài NHK đưa tin, vào chiều ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thăm và làm việc tại Nhật Bản. Mở đầu cuộc hội đàm, Thủ tướng Shinzo Abe đã bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm Nhật Bản lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, dựa trên mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á. Để nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, Nhật Bản sẽ sử dụng vốn ODA để tăng cung cấp tàu đã qua sử dụng cho Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác về việc duy trì trật tự hàng hải và hàng không tại Biển Đông dựa trên các quy định của pháp luật.
Thời báo Nhật Bản đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Việt Nam và Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản nhằm tăng cường phát triển nguồn nhân lực. Hai bên cũng ký kết biên bản ghi nhớ về đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Để phát triển thương mại và đầu tư trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết, Nhật Bản và Việt Nam nhất trí phối hợp chặt chẽ để sớm kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương TPP, cũng như kết thúc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, bao gồm 10 nước thành viên ASEAN và 6 quốc gia khác, trong đó có Nhật Bản. Trang Bloomberg của Mỹ thì đưa tin, Nhật Bản sẽ dành 100 tỷ yên vốn ODA, tương đương 832 triệu đô la Mỹ cho phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Bloomberg cũng cho biết, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch thương mại Nhật Bản Việt Nam năm 2014 đạt 27,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nhật Bản đạt 14,7 tỷ đô la Mỹ. Trang Bưu điện Bangkok của Thái Lan bình luận: Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Nhật Bản và có cuộc hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe. Việt Nam và Nhật Bản củng cố quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp, một lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam sẽ mở cửa thị trường cho táo Nhật Bản, trong khi đó xoài Việt Nam sẽ sớm có mặt tại thị trường Nhật. Nhật Bản cam kết viện trợ thêm tàu cho Việt Nam để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược là tiêu đề một bài viết trên tạp chí Nhà Ngoại giao của Nhật Bản. Bài viết này phân tích, Việt Nam và Nhật Bản đã có một mối quan hệ phát triển mạnh mẽ. Vào năm 2009, hai nước đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Năm 2014, hai nước nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược sâu rộng. Trong buổi trả lời phỏng vấn truyền thông Nhật Bản trước khi lên đường sang Nhật, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu, chuyến thăm Nhật Bản lần này là để nâng quan hệ Việt-Nhật lên một tầm cao mới. Tạp chí Nhà Ngoại giao đưa ra nhận định, những cam kết mới mà Nhật Bản dành cho Việt Nam chắc chắn sẽ là động lực thúc đẩy cho mối quan hệ song phương. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào website vtv4.vn hoặc trang YouTube VTV4Go để theo dõi lại chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.